với Fit You. Mình là Yến thuộc Fit You và mình vừa mới sinh bé thứ hai được khoảng 3 tháng. Mình quyết định quay trở lại để có thể là diệt mỡ bụng, cái đống mỡ bụng sau sinh này. Nó làm cho mình rất là khó chịu và mình muốn là phải đánh bay nó đi. Và nếu mà các bạn cũng đang trong giai đoạn giống như Yến sau sinh này, hoặc là chúng ta đang còn thừa nhiều cân, nhiều mỡ và chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng chưa biết phải tập luyện như thế nào, thì hãy bắt đầu với series giảm mỡ bụng cùng với các mẹ sau sinh cùng với Yến nha. Bởi vì là những người mà còn đang thừa nhiều cân á và chưa có tập luyện bao giờ thì hãy tập luyện từ nhẹ nhàng thôi, và chắc chắn là chúng ta sẽ có hiệu quả khi đồng hành cùng với nhau. Hãy like, share, subscribe kênh Fit You và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Rồi, hôm nay là bài tập dành cho phần chân mông và chúng ta sẽ cùng nhau khởi động nha. Khởi động kỹ để giúp cho chúng ta có một buổi tập hiệu quả, tránh chấn thương. Xoay khớp háng nào. Sau hai buổi tập trước ấy thì các bạn cảm thấy như thế nào? Với những người mà vừa mới quay trở lại tập như Yến thì đúng là cảm giác nó rất là thốn khi mà lâu lắm rồi mới tập lại. Mệt, chân tay mỏi như luôn. Đó. Và điều đấy là cái điều hết sức là bình thường. Chúng ta đều có thể vượt qua được những cái khoảnh khắc mà nó khó chịu một chút như thế, đúng không? Nhưng mà cơ thể của chúng ta nó đang đau nhất, tức là nó đang thay đổi đấy. Nó đang muốn dỡ đi cái bỏ vỏ bọc cũ để lột xác, để có thể đẹp, trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó. Yến cũng thế. Và những bạn mà đang mong muốn giống như Yến thì chúng ta hãy đồng hành với nhau nhé. Rồi, động xong khớp háng, bây giờ chúng ta sẽ động toàn thân một chút. Khi bắt đầu quay trở lại thì các khớp xương này, người ngựa rất là cứng luôn. Khá là cứng luôn, khá là mỏi luôn đó mọi người. Nào. Ta giữ cho lưng của mình thẳng nhé, không có bị gù nha mọi người. Ok. Tập phần thân mông không có nghĩa là chúng ta chỉ khởi động có mỗi phần thân dưới không đâu mọi người ạ. Đó. Khởi động toàn thân để cho cơ thể nóng lên, nó sẽ giúp cho buổi tập của chúng ta hiệu quả hơn. Hai chân ta mở rộng và đầu gối sẽ đi theo hướng mũi chân nha. Khởi động một động tác nữa, đó là động tác chạy bước nhỏ. Với những bạn yêu thích chạy bộ ấy, thì chúng ta có thể đổi một số những cái buổi cardio thành những cái buổi chạy bộ cũng được nhé. Ok, chúng ta sẽ vào buổi tập ngày hôm nay nha. Mỗi động tác chúng ta sẽ làm 4 set và mỗi set là 30 giây. Động tác đầu tiên là squat. Rồi,
quen thuộc rồi đúng không nào? Đó là những cái bài tập cơ bản nhất khi mà chúng ta tập chân mông. Một set chúng ta nghỉ 10 giây và sau đó tập set thứ hai. Xuống hít gồng bụng, lên thở, hít mông. Đây là cái cấp độ nhẹ nhàng nhất. Đó. Sau này thì chúng ta sẽ nâng thêm độ nặng của nó bằng việc là sử dụng chân tạng. Xong 2 set. Khi lên thì chúng ta nhớ siết mông lại nhé. Siết mông thì sẽ giúp cho chúng ta là tác động nhiều hơn vào phần mông của mình nhé. Lên là thở ra. Chân rồi đó mọi người, lâu rồi không có tập á, về hôm nay đảm bảo xong 4 set rồi. Set thứ hai là động tác lăn, một chân đưa lên, chân trước chân sau, chúng ta có thể chống không. Đầu gối sau không có chạm đất nữa. Mỏi đấy mọi người ạ. Cố lên bạn ơi. Nào, ta phải làm được. Nếu mà đang duy trì cái chế độ tập này thời gian rồi thì thấy nó là bình thường, nhưng mà Yến biết bởi vì đang trải qua các mẹ sau sinh thì chắc chắn điều này không phải là một điều đơn giản. Hoặc là với những bạn mà chưa có tập luyện bao giờ hoặc là đang ở trường nhiều cân thì đây quả thật là một thử thách. Vừa rồi là mình tập hai chân á, mình đổi bên. Bây giờ mới là set thứ hai này mọi người. Mình có 10 giây để nghỉ nhá. Mỏi quá thì mình có thể nghỉ một chút, nghỉ lâu hơn một chút. Lúc mà đứng lên á, mỏi thật sự luôn á. Nào đổi chân nào. Tác này là tác động nhiều vào phần đùi trước của mình. We'll be right back.
bạn nào thấy vậy không ạ? Những người tập lâu rồi nhìn trông chắc là sẽ buồn cười lắm ạ. Nhưng mà quay trở lại tập thì không nhận là nó khác bỏ thật. Cuối nào, set cuối nào mọi người, cố lên. Bắt đầu. Mỏi. Vòng cuối của set cuối nào. Nào. Diệt mỡ nào. Khi ăn thì hãy nhớ đến những lúc mà tập mệt như này nhá. Ăn là phải nhớ. Tập mệt lắm luôn. Sumo squat. Lên cũng chết mông này. Hai chân chúng ta mở rộng bằng hai lần vai. Xuống. Lên chết mông. Lên chết mông. Sau đó chúng ta sẽ đến với thứ hai. Set 3 rồi, cố lên mọi người ơi. Nhìn thì nhẹ nhưng mà mồ hôi bắt đầu đầm đìa rồi đấy ạ. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Mẹ bỉm cũng có thể là ăn chế độ rồi nha. Sau tầm khoảng 3-4 tháng đó, nếu mà bạn muốn giảm cân. Thực ra thì kể cả là bạn không muốn giảm cân, không cần phải giảm cân, thì bạn cũng nên ăn một cái chế độ healthy, ít dầu mỡ. Đó. Chúng ta không nên để phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỡ. Đồ chiên rán tuy là nó ngon miệng nhưng mà nó lại không tốt cho sức khỏe. Rồi, deadlift nào. Hôm nay là phiên bản không tạ. Thank you.
vai, mũi chân hơi mở ra ngoài thôi. Đó. Khi xuống chúng ta đẩy hông về sau, lưng thẳng, đi xuống. Hai tay mình đi theo phần ống đồng, đi lên siết mông. Ai mà chưa rõ phần kỹ thuật hoặc là muốn được chỉnh sửa khi mà tập luyện á, để cho động tác nó chuẩn chỉnh hơn thì inbox cho Yến nha, Yến sẽ hướng dẫn cho mọi người. Siết mông. Siết mông. Có tạ vào nó mới phê này, mà không tạ với chị em sáu sinh chúng mình thì phải là cả một sự cố gắng rồi nhé. Các học viên mà thừa nhiều cân nhiều mỡ của Yến á, thế khi mà mọi người tập á, Yến biết là mọi người đang phải rất là cố gắng, bởi vì cái sức ý của bản thân nó rất lớn nếu mà chúng ta lâu rồi chúng ta không có tập cái môn gì. Một phút trái đất nó quá lớn đúng không mọi người? Nó quá lớn. Nên là ý chí của chúng ta sẽ còn cần phải lớn hơn nữa. Ok. Thế là hôm nay chúng ta sẽ tập như vậy nha. 4 động tác và 4 set. Hôm nay chúng ta chỉ tập như vậy thôi. Và Yến biết là rất là nhiều người quay trở lại tập và giảm cân giảm mỡ cùng với Yến thì bây giờ đang khá là mệt rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng giãn cơ nha, chúng ta sẽ phải giãn cơ sau buổi tập, là chúng ta phải giãn cơ để cho cái cơ của mình nó nhanh phục hồi á. Và giãn ngang ép ngang cái phần này xuống. Đó. Nó giãn và nó cảm thấy là căng hết cái phần đùi sau, phần kheo chân, bắp chân của mình. Đó, mình giữ ở đây. Mọi người cảm nhận cái bài tập ngày hôm nay như thế nào thì mọi người comment ở bên dưới nhé. Chắc chắn là sau mỗi buổi tập thì cái độ cải thiện sức khỏe của chúng ta nó sẽ được tăng lên. Đó. Và khi sức khỏe của chúng ta tăng lên thì chúng ta sẽ tập được nhiều những cái bài nó khó hơn, nặng hơn, kết hợp cùng với chế độ dinh dưỡng nữa thì đảm bảo là cái mục tiêu về việc là khỏe mạnh hơn, đẹp hơn chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Giãn toàn bộ phần cơ này. Một bài tập luôn luôn cần có khởi động. Mình sẽ ngồi xuống. Người mình rất là cứng nha. Rất là cứng luôn. Đó. Và mình sẽ cúi xuống sâu nhất có thể. Nhưng mà phải giữ thẳng lưng nha mọi người. Và ép thật cái chân của mình xuống. Thế là nó rất là căng luôn, rất là tê luôn. Mọi người có thể giữ khoảng 30 giây hoặc là giữ được khi nào mà mọi người không giữ nữa thì thôi. Rồi, ốp hai bàn chân vào với nhau. Chúng ta thực hiện động tác ra. Thời tiết hiện tại ở ngoài miền Bắc đang khá là lạnh.
Ok, buổi tập ngày hôm nay đã kết thúc rồi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong buổi tập ngày thứ tư. Các bạn đừng quên nha. Ok, chúc mừng bạn đã hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Bạn cảm thấy như thế nào? Với một bài tập toàn thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là khá là mệt đúng không nào? Nhịp tim tăng lên và mồ hôi vã ra. Các bạn hãy yên tâm rằng là bài tập Yến thiết kế dành cho những người mà vừa mới sinh xong giống như Yến này, hoặc là những người mới bắt đầu tập luyện thôi. Chúng ta tập những cái bài tập này rất có hiệu quả luôn. Hãy like, share, subscribe và đồng hành cùng với nhau nhé. Mình vừa mới kết thúc ngày thứ tư trong chuỗi series giảm mỡ bụng cho mẹ sau sinh cùng với Yến. Hẹn gặp lại bạn ở ngày thứ 5.